Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu sản phẩm là quạt con cóc thương hiệu Winawin của Điện Cơ Thống Nhất. Thì bình thường khi quạt gửi đến các bạn nó sẽ được tháo rời như thế này, và về thì các bạn chỉ việc lắp. Đơn giản là cách là ấn cái kính quạt vào cái trục, và nhớ lưu ý cái phần quyết của quạt thì nó sẽ đi về phần quyết của trục. Đấy, nó xoay sẽ phần quyết này. Đấy. Các bạn chỉ ấn chặt vào, ấn chặt vào như này, thật chặt tay là xong. Thì quạt này có các đặc điểm thông số ấy đó. Nhà xuất đã ghi sẵn ở trên 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 thân của thiết bị này. Ở đấy này. Công suất này. Má này. Lưu lượng gió này. Đấy. Thì quạt có một số đặc điểm rất là ưu ưu việt, nó là cánh quạt này thì là bằng nhựa dẻo. Có thể bẻ cong thoải mái, không sợ gãy. Thì các bạn nhìn nhá. Để con này kịch này. Đó. Nhả ra lại như bình thường. Đây là cái nhất. Cái thứ hai thì là dây thì rất là dài, dây này là dài đến 1,8 mét cơ, nên rất là thuận tiện khi khi cắm, khi dùng. Thứ ba là quạt thì rất là mát. Mình cảm thấy xem. Lưu ý nhà có trẻ nhỏ thì là nên chú ý, vì quạt cũng có lồng bảo vệ, không cẩn thận sẽ dễ bị chém vào cánh quạt vào tay. Và có thể ngẩng lên ngẩng xuống tùy thích, người ngửa lên cụp xuống. Đó.